Dạ. Có hiểu ở dưới đây toàn bộ là mỏng hết. À. Còn đá nó đậu trên đây như có một bàn tay nâng đỡ vậy. Dạ. Mà cái hình nó y như một cái thuyền á. Dạ. Ở như Dạ. Cái à. này nhìn giống giống như cánh bờm luôn ha. Đúng Có hòn rồi, đá giống ở như ngoài nhìn thấy im không? Ờ à, đúng rồi, hết sức thiệt chứ. Đúng rồi. Có hòn đá đấy. là treo leo nhất là dính 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 dính. Em cứ nhìn đi, nó không có dính một cái gì hết, nó Dạ. không dựa vào nhau luôn. Ờ. À. Đấy, như có một bàn tay Nâng đỡ ông vậy bà nâng đỡ, nó rất hay. ha. Hay. Ở dưới đây là cái hang. Cái hang hả? Ừ. À cái hang này là hang gì anh? Thì nó bọng luôn, có nghĩa là dẫn dẫn 40 người Dạ. thì đó cũng nhập lên đồng, Dạ. nhưng mà Lên đồng luôn hả? đúng rồi, có một cái gì đó nó không không ai thành Kiểu tâm, như không đúng đúng nè, kiểu rồi, như lên giả này kia. thoát ra thoát khỏi người bật té luôn. Dạ. Là đứng trên tảng đá nào anh? Đây Ngồi ở đâu? Ngồi ở đá này hả? vai được không? Phan. Ủa gì thấy cái Cái chỗ này nè. Này nó bọng á. Nó bọng ở dưới cái gì? Mà bây giờ nó lắp xi măng ngang hay là như thế nào đó này ăn thông xuống dưới á. Một cái hang á. Là thấy nó ngồi ở trên nhà trên Đúng kia rồi, hả? đúng rồi, đúng Là thấy thì sao? rồi. Có nghĩa là trước đây có con bé nó bị đi, nó rớt, nó mất á. Ồ. Ừ, cũng 10 mấy tuổi. Nó sẽ có tiền gì đó cũng tìm được nhưng mà nó chết Con bé đó đâu mà nó bị té đây anh? lâu lắm rồi. Bà mẹ nó dẫn đi cũng lên chùa ở đây nè, Dạ. rồi để nó ngồi chơi rồi nó đi lớn xuống. Rồi cái người khách khác hả? Ừ. Rồi người ta lại người ta nằm hay sao mà thấy? Không, cái người ta đi khách người ta tới nên tự nhiên người ta thấy. Thấy luôn hả? Thờ thấy. Cái gì? Bữa anh ngủ ở trên nhà đó cũng con bé đó luôn, nó nhập vô người anh luôn, nó nhập vô cái túi anh 100 con 100 con. kéo dài hết tự Ồ. nhiên Quá khứ rồi. địa chủ rồi Địa 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 chủ đúng rồi. Ơi, trên đây chó, ở dưới cũng chó nữa hả? Mình Hoài Thương xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị em và các bạn. Thì hôm nay là Hoài Thương đến một địa điểm rất là đặc biệt. Nghe nói nơi đây vừa mới phát hiện lên là một cái điều gì đó rất là kiểu như về tâm linh ở trên núi Cấm này. Nó chính là một cái nơi gọi là mời quý vị ta đi đi sẽ biết không quý vị. Chào quý vị, mời quý vị. Mời quý vị tham gia ý kiến. Dạ. Thì có những cái nguồn tin đó, nói là ở trên này là có những cái điều đặc biệt xuất hiện. Thì hôm nay sẽ đến đây để mà chúng ta xem đúng cái gì. Bên đây trồng những lăng giữ hết hồn Mình trồng lăng thuốc anh. Ừ. Trồng lăng thuốc. Thì ăn nó ăn thần lắm á. Có gì đâu mà tản sổ. Dạ, giá 1 triệu đất kia. 25 triệu đất ở đây luôn hả? Quý vị nhìn thấy nơi này là quý vị biết đây là đâu rồi đó hả? Đây chính là điện Thị Vọng. À quý vị. Thì điện Thị Vọng về là tâm linh là những cái điều đặc biệt thì quyền bí ở trên núi Cấm là như thế nào à, chắc anh nói là chủ đất ở đây quá phải không anh? Mình cứ qua mình hỏi xíu quý vị. Dạ. Chào anh. Dạ. Có anh kia mở là với anh là bố bạc là tới đâu không vậy? Không không sao rồi. Dạ. Đó gì nữa. Dạ. Ê nó giỡn kìa. Đó, ai Đã đó nha. Cũng ôm Vậy hả? Nó ôm nó nhảy như thế hả? Đúng rồi. Ôi ôi, đã sức không? Bữa nay Ở đây. nay chân mày vẫn còn á. Hai chân mày hả? Là À, sao anh? dạ đó. Đó, vậy chân mày đó.
Ai vô nó cũng ôm. Hẹn hẹn khó mà cọp đang chi chạy. Nó theo gái. Theo cái hả? Dạ. Theo cái hả? Gái 5-6 ngày nó không về. À. Theo cái hay rồi. Hồi nãy thấy nó lên nó giơ hai tay nó bơm tưởng là nó hết hồn. À. Rồi anh Sơn này mình đang phân. Ô ô ô ô ô. Đây đây xíu con, đi qua đây luôn anh ơi. Đây thôi à. Tính đi ngoài mà gặp nó ngoài. Rồi. Nữa hả? Nữa hả? Nè, nó cầm giùm em. Cái này luôn. Cái này luôn anh. Dạ. Em quay clip à? Dạ em quay clip đi chia sẻ. Hồi sáng em điện cây quế á. À. Rồi em có nghe cái bà chị nó nói, bà chị nó đi cúng viếng cho trên điện cây quế hàng sáng gặp em, nó nói đi đi bỏng này em có tới vào một lần đúng mùa dịch á. Mà bây giờ em nói là những cái điều chị nó nói là nó về điện cây bỏng những cái hòn đá này kia. Đúng rồi. Em phải chia sẻ bà con xíu ha. Ở đây cấu tạo ba cái hòn này rất là hay. Dạ. Anh nhưng mà đứng chia sẻ mình cho bà con xem luôn ha. Mời quý vị nha, mà anh tên gì anh? Mình tên Đan. Dạ, là chủ khu vườn đất này luôn ha. Rồi. Rồi. Ở đây nó có tạo ba hòn đá. Xin lên xíu anh, mình nói chuyện nó lớn xíu nha. Rồi. Rồi. Dẫn dẫn vô đây chỉ rồi nó thấy. Dạ. Nó có cái tầm gì cao gì nó thấy. Nó hay lắm. Dạ. Mà nó hay một cái. Là cái hòn này hòn ba hòn này nó không chịu hòn nha mà ở dưới này chống hết rồi ở dưới đây là bọng ra đúng rồi vậy là bọng à bởi vì nó gọi là điện thị bọng cái vậy à. Đi anh đi gần gần đây luôn để cho cái mít nó thu vô sát là gì mà không nghe rõ cái này nó hay nha. Ông bà xưa tạo làm sao á dạ. Thì ở dưới đây toàn bộ là bọng hết à. Hòn đá nó đậu trên đây như có một bàn tay nâng đỡ vậy. Yeah. Mà cái hình nó y như một cái thuyền á. Dạ. Ờ y như cái thuyền á. Đó ra ra ngồi đây mấy người nó thấy. Đó. Toàn bộ dưới đây là mỏng hết nha. Dạ. Mỏng hết. Đó. Ba hòn đá nó lên nhìn nó không dịu vào nhau. Dạ. Nếu mà nhìn từ xa y như mũi thuyền. Ồ. Nhìn ra chỗ Phật Bà đó. Dạ. Y như mũi thuyền từ trên cao xuống. Cấu tạo ở đây rất đặc biệt à. Ở đây tâm linh rất là à cái hòn đá này là nó bọng ở dưới luôn chứ không có gì đỡ hết luôn, không có gì ba đỡ. Hòn luôn ba hòn luôn ô ba nhưng hòn. Mà tại sao lại đứng được hay nha từ đó nó không dựa vào nhau luôn nha. Không dựa vào nhau không lớn dạ dạ mà giống như là một chiếc thuyền anh ha đúng rồi giống rồi y như chiếc thuyền luôn quý vị đây nè y chang luôn dạ rồi quý vị ơi à. Như một mũi thuyền cũng xuống dạ cái à. Này nhìn giống giống như cánh bờm luôn ha đúng rồi đá ngoài nhìn thấy im không ờ à, đúng rồi hết sức thiệt chứ còn đá à. Là treo đeo rất là dính 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 em cứ nhìn đi nó không có dính một cái gì hết dạ. Nó không dựa vào nhau luôn ờ à. Đấy như có một bàn tay nâng đỡ ông vậy bà nâng đỡ nó rất hay à. Ở dưới đây là cái hang hả à, cái hang này là hang gì anh thì nó bọng luôn có nghĩa là dẫn dẫn để gì thôi có nghĩa là ở dưới là cái hang mà như em nghe nói là ở trên này có ông mãng xà này kia gì nữa đó anh à cái đó là ông bà xưa người ta nói rồi đã ừ. Hình thành lâu rồi bây giờ là anh có thể này. Chia sẻ xíu về vấn đề đó anh cái này nó thật ra mình cũng nó thuộc là tâm linh rồi nói cũng không hay lắm dạ thì cứ như ông bà mình chia sẻ thế nào mình chia sẻ lại thì, nói lại hồi xưa người ta nói là có một cặp mãng xà gì đấy dạ. Trên núi này xuất hiện nhưng mà vấn đề là chỉ nghe nói thôi chứ còn à. Chưa mình chưa cũng chưa thấy đâu dạ. Mà chắc lớn lắm anh ha ừ lớn dạ. Cái hang hiện tại vẫn còn ở dưới anh hả hang vẫn còn dưới à. Còn ở trên này như nghe nói cái bàn cờ là nằm ở đâu nữa anh bàn cờ đâu thấy đâu gì hả ừ. Em nghe nói cho nó cái này có bàn cờ thì bọn mình có tạo ba cái hòn này rất là hay dạ, nếu mà nhìn từ trên cao nghe dạ. Từ cao xuống rất hay ừ. Đó y như một chiếc thuyền mà đang ra khơi dạ.
còn cái hòn đá nào mà hồi sáng cái chị kia bà nói là giống như cái gì mà gác cửa vào nhà muốn mẹ Quan Âm gì đó anh, muốn cúng là như thế nào đó chị đó, sáng với chia sẻ chứ mới qua đây cúng hồi sáng nè, hồi sáng là như 5-6 người gì đó, 4-5 người hay gì đó. Thì đó nè, cái hòn này nè, còn chị nói là cái hòn này gác cửa nè, như cái mũi tàu khu mà đá ở đây nhìn ngộ quá. Đá này cũng giống tự tựa như bên Tà Lơn. Đúng không? Mất có tài chính nha. Dạ, mô Phật. Dạ. Đó, tự nhiên luôn á. Giống như một cái chiếc thuyền nha. Tự nhiên một mũi thuyền. Hay gì đó như có dòng suối nha. Cái thuyền chạy trên biển trên suối. Dạ, yeah, yeah, thác nước à. Tại ở xíu dưới là nó mọng nước trong đó chạy ra luôn. Nhìn bao quát xung quanh á mới thấy mới cảm nhận được ba cái hòn đá này nó như thế nào. Dạ. Yeah. Thật sự là nó không dựa vào đâu hết nha. Đúng mà nó ngay hàng luôn anh ha. Nằm thẳng luôn. Ngay hàng luôn đúng rồi. Nhìn thấy rất là ngay theo thứ tự luôn á. Dạ. Yeah. Cái rễ cây là bám rồi. Ừ. Rồi tâm linh là mình nói thì mình nói sơ qua thôi, tại vì tâm linh của mọi người. Rồi mình sẽ đi dài trước nữa anh. Ha, đi từ cũ ra từ đó cao ra. Rồi kinh lễ em gái vậy. Quá đặc biệt. Nó chạy dài như một chiếc thuyền lá khơi. Dạ. Mà đá ở đây là thấy nó kẽ hở rõ ràng luôn. Không dính vào đâu. Ở đây. Ồ, đang thấy mấy hòn đá ngộ ngộ quá anh. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Những hòn đá này là sao anh, chắc cũng có gì cái tâm linh gì đó, cũng có thờ này kia nữa nè. Đúng rồi, rồi cũng có tâm linh hết. Dạ. Ở đây cảnh quát qua ba hòn đá là thấy rõ nha quý vị. Ừ. Ồ, hai bên này có hai cái hòn. Thì nó thuộc tâm linh là mình nói nó được, tại vì mỗi người nó có một cái khí cảnh khác nhau. Dạ. Yeah. Mà mình nói mình khẳng định thì nó không hay được. Dạ. Yeah. Nó cảm nhận được mọi người. Ở đây rất linh thiêng. Dạ. Yeah. Mình cứ lâu lâu xuống hay cắt nhang hay lại. Dạ. Kiểu. Để năng lượng anh. Ở đây dùng năng lượng hết. Những cái tảng đá nè, nhiều quá. Hai bên này thấy hai cái tảng đá này nhỏ nhỏ nè. Ba tảng đá thì cứ từ lớn bé dần ha. Đúng rồi. Nhìn nó, nếu mà mình được cái máy quay trên cao á, nhìn nó hay. Dạ. Theo thứ tự. Anh? Là đá này là sao anh? Có nghĩa là cái tâm linh mỗi người của mình đã nói rồi, mình nói không được. Thì anh có thể nói là ví dụ như thế nào, ví dụ như là bà đó là sao? Có nghĩa là chị nếu mà vào lại mà không có, cái gọi là gì không? Thành tâm. Tâm thì nó sẽ bật lửa đó. Là lửa trong cái đoàn 40 người. Dạ. Thì chị đó cũng nhập lên đồng. Dạ. Nhưng mà bên đồng luôn hả? Đúng rồi, có một cái gì đó nó không có thành tâm, cái như không đúng á, cái như lên giả này kia ha, thoát mọi người. Bọc té này. Dạ. Là đứng trên tảng đá nào anh? Đây. Ngồi ở đâu? Ngồi đá này hả? Nghe đang ngồi trên tảng đá này mà như lên giả mà không có đúng sự thật á ha, là bật té ra không? Mà cái tâm linh mà mình thì cái tâm linh của cái người đó đó ha. Đúng. Mà có nhiều lần như vậy không anh, hay là chỉ một lần đó thôi? Cứ một lần à. À.
này khát nước hay uống nước quý vị. Bây giờ mình sẽ đi dài xuống dưới đó xíu đi rồi dưới đó có gì anh? Dưới cũng có nước thờ hai mắt. Dạ, anh sẵn anh dẫn giùm luôn ha. Anh hai anh cứ đi xuống dưới tìm được. Đây là xuống hết đường này. Vậy quá. Có hai mấy chứ. Dạ. Đi xuống đây. Đi thẳng. Đi thẳng xuống đây là có cái hang đó ha. Đúng rồi. Dưới chân Phật Bà là. À dưới chân Phật Bà là nha, nó mới xà. Mà dưới này là bọng hết luôn quý vị. Chúng ta nhìn từ phía cạnh này thấy giống mũi thuyền, cái thuyền này. Cái đó là một suối đẹp. Ồ, suối đâu mà chảy lớn vậy ha. Dạ. Thác quá chuyện như thác có suối luôn. Cái suối này chắc chảy qua điện Nhàn Văn luôn á. Không, cũng không gần nữa. Điện Nhàn Văn đó cũng có đi bên đó, là suối chảy bên đó nữa. Đây này luôn đi. Con trong này có cái hang nữa nè. Hang nhỏ. Nó nhỏ. Nó thằng gì? Ở dưới kia mới bự. Dưới kia lớn hả? À dưới kia mới lớn hả? Rồi. Mình đi dài dài dưới kia lên ha. Đất cũng dọn sạch sẽ hơn. Dạ, không có người chăm nom cũng đỡ nha. Ô hang nằm ở trong đó quá ha. Ừ, cái này nè. À, kẹ trong đó kìa. Nằm sâu tuốt chỗ nè. À. Là mình sẽ không thấy rõ quá. À đây đây đây. Ừ, cái hang cái gì? Cái thờ cái linh hương trước luôn. Ừ. Mình cầm cái này nghe nè. Đây là sinh thỉnh tình qua điện thị phạm. Như như sinh thỉnh tình. Và số sinh. Khúc hồi nãy mình đứng trên mẹ Quan Âm là từ ngày là khúc cái này ta nè. À là khúc đầu thuyền đấy đó ha. Ừ. Là khúc đầu thuyền. Ừ, đầu thuyền. Nhưng mũi thuyền á. Dạ. Yeah. Ở trong này có một hang bự lắm anh. Bự lắm, hang bự lắm. Dán nhỏ bên kia con thì con hồ quá mai được không phan ngủ gì thấy quý vị rồi cái hang lớn đó. Bên này nữa cái này sâu lắm hang này sâu này có linh hương
Cái này có mấy hang nhỏ nhỏ thôi. Khối hang này là lớn nhất. Em cầm cái máy này thử anh đi. Làm đưa cho em cái đó, em gọi đèn nha. Cái này cũng chỗ người ta chọn thôi, cũng đừng đi, đừng có động tới. Đúng rồi. Mình chỉ quay cho bà con coi thôi. Đúng rồi, trên núi thôi thì cái nọ là không nên động tới. Người ở trong này. Cái cây người trong này ở trong thôi. Nó đang tù ở chỗ. Nhiều khi chỗ nhà ta mình vô nghĩa thì mình quấy phá người ta. Đâu được. Cho nên quay cô bác sơ sơ là để mọi người đều biết tới. Nha. Cái này có gì ta? Vòng vòng chân này với chân á. Cái chân nó có gì? Mình nhìn ở đây nè, nó nhìn thẳng lên luôn đó rồi. Ừ. Như cái mũi nó cao lắm chứ. Nếu mà mũi thiền thì dữ lắm. Dữ lắm á. Ừ. Dạ, chứ không phải là nhỏ đâu. Đây, đi, dài dài lên. Rồi khi những cái mặt chuyện tâm linh anh chủ đất anh không dám kể. Ừ, đúng rồi. Đâu có dám kể. Dạ. Hồi nãy nó nói sáng mình nghe người ta nói vậy vậy đó. Có những câu chuyện hỏi anh thì anh cũng không dám nói ra. Hai bên là thấy hai cái tảng đá này rất là ngộ. Cái điểm ở giữa cái gì? Một tảng đá đó. Bên này cũng có một cái. Nó mới hịch luôn. Nhưng mà mình nhìn cái này nè. Mình giống như cái đầu. Đầu ngá mang xà. Mà theo như thông tin của người ta kể thì mình quay thương kể lại nha. Cái chỗ này nè. Này nó bọng á. Nó bọng ở dưới cái gì? Mà bây giờ nó lắp xi măng ngang hay là như thế nào đó, này ăn thâu ở dưới á, một cái hang á, mà này thấy giống đầu rắn lên nè, ngộ ha. Cái chỗ này là môi lằn bọng ở dưới luôn phải không anh? Đó thấy không cái gì? Anh nó rồi sau này mình tráng xi măng ở đây hả anh? À dạ có cái gì thấy không? Có tảng đá này bà vẫn ngồi ở mặt nữa thôi. Rồi yeah.
Là thấy nó ngồi ở trên nhà trên kia hả? Đúng rồi, là thấy sao? Có nghĩa là trước đây có con bé nó bị đi, nó rớt, nó mất á. Ừ. Ừ, cũng 10 mấy tuổi. Mà nó chơi có tiền gì đó hả? À, cũng tiền nữa, nhưng mà nó chết. Con bé đó đâu mà nó đi bị té đây anh? Lâu lắm rồi. Bà mẹ nó dẫn đi cũng lên chùa ở đây nè. Dạ. Rồi để nó ngồi chơi rồi nó đi rớt xuống. Rồi cái người khách khác hả? Ừ. Người ta lại người ta nằm hay sao mà thấy? Không, cái người ta đi khách người ta tới tự nhiên người ta thấy. Thấy luôn hả? Ờ, thấy. Cái gì? Bữa anh ngủ ở trên nhà đó, cũng con bé đó luôn, nó nhập vô người anh luôn. Nó nhập vô cái tướng rồi, giật mình vậy mồ hôi chảy hết. Mặt mày xanh le. Ngày luôn? Ngày luôn, buổi trưa. Cũng 12 giờ trước. Ừ. Nhưng mà nhập vô rồi chắc cái mạng mình nó không thấy được. Nên là nhập vô giật cái tưng rồi mình giật mình ra rồi. Đã rồi. À, lúc đó là nó té xuống rồi nó chết luôn hả? Đúng. Rồi. Chắc bây giờ cũng phải là quẩn ở đây tu hành này. Đúng rồi, chắc vậy. Bữa thằng nhóc đó tự nhiên thấy giật mình luôn mà. Nghe ha. Ồ, run quá trời. Là nó thấy hiện ngoài luôn hay sao anh, hay là nó ví như nó ngồi đó luôn, nguyên hình nguyên dạng luôn. Ghê vậy ta. Nó ngồi chỗ cái đường mà đi xuống hồi nãy đó hả? Ngay chỗ trước cửa nhà, cái cột của chỗ thùng đá rồi. Ừ. Rồi nó có hiện ra, nó có làm gì không hay là chỉ hiện không, ra vậy thôi? Như ngồi đó. Ừ. Bé nó chết bao lâu rồi anh? Mấy năm. Cái chỗ này như em thấy chắc nếu mà càng về chiều hay tối này kia chắc ít có người đến đây cúng giếng ha, tại vì đúng nó hơi xa. Tối vẫn có đồn. Dạ. Qua mới đồn mới vô mấy chục người. Dạ. Từ ngày hôm qua. Đây có chỗ ngủ trọ tối đã ở rồi. Nhà ở trên cho ở miễn phí mà. À, nghĩa là cho người ta miễn phí không lấy tiền nha. Đúng rồi, không có lấy tiền. À. Ở miễn phí nấu ăn nấu uống gì người ta mua về người ta tự. Tự túc làm luôn. Ta tự làm chứ à. Đồ chay là mình đâu có biết. Dạ. Đầy đủ mùng mền chiếu gói đủ. Ừ, hoa quý. Đóng 3 năm cái giường nó chiếu giường qua chứa 40 người á. Dạ. Mấy cái giường khách. Quý quá. Tại khách người ta chưa biết đến chỗ ở. Dạ. Nên người ta cứ ra Điện Kỳ Quế này là người ta ở đó. Ừ. Điện Kỳ Quế bây giờ thấy bên nó rộng á. Ừ. Chỗ đó bây giờ. Còn ở thoáng mát. Dạ. Sạch sẽ. Ngăn nắp. Nên bà con người ta từ từ ta biết đấy. Dạ. Chỗ nào cũng chỗ ngủ á, muốn cúng qua đêm á. Ừ. Cái đoàn nó 40 người vô buổi sáng cúng xong rồi họ đi qua Bồ Hông. Dạ. Bồ Hông rồi quay ngược lại đây. Ở. Dạ. À, công trồng Vĩnh Long hết. Quýt, đang quýt sự. Bao nhiêu công anh? 100 công. 100 công. Cái dài hết. Ồ. Quá khứ rồi. Địa chủ rồi. Địa chủ đúng rồi. Địa chủ của vùng này luôn rồi. Trăm công dùng đất núi cấm tại cái dài hết xin núi. Dạ. Mà anh nói là con bé nó hiện ra là nó ở chỗ đằng đó đó hả? Ừ, nó ngồi ngay góc đó luôn á, ngay thùng á, thùng đỏ. Ghê vậy tại. Buổi trưa. À. Thằng nhóc đó thấy trụ xanh mặt trên mày. Mà nó hiện ra có máu me vậy hay bình thường? Không, bình thường. Ngồi bình thường, mỗi quần áo trắng ngồi bình thường. À. Chắc bộ đồ lúc nó mắc làm sao là nó vậy hay gì? Đúng rồi, chắc vậy mình không nó thấy, mình không có thấy. Rồi nó kể lại ha. Đúng rồi. Rồi mình mới thuật lại là hồi đó có người đến đây vậy vậy ha. Đúng rồi, đúng rồi. À. Mình mới nói cho nó biết. Dạ dạ, hay gì?